cấp những kỷ lục Guinness hài hước, độc nhất vô nhị. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top Bí ẩn. Kỷ lục Guinness là nơi tập trung nhiều những câu chuyện, sự kiện đặc biệt nhất trên thế giới. Ở đó, chỉ cần bạn làm được một điều gì đó giỏi nhất thế giới, thì cho dù điều đó có lập dị, hài hước tới mức nào, nhiều khả năng bạn sẽ vẫn nằm trong danh sách tinh tuyển những con người nhất thế giới. Và với những kỷ lục dưới đây mà Top Bí ẩn giới thiệu, một ví dụ điển hình như thế, chúng khá kỳ lạ và độc nhất vô nhị, thậm chí có thể khiến nhiều người trong số các bạn phải bật cười và tiếc nuối rằng sao mình không phát hiện chúng sớm nhỉ? Vì biết đâu, mình cũng sẽ trở thành một trong những kỷ lục gia thế giới. Ép vỡ dưa hấu bằng đùi. Olga Lysachuk, 30 tuổi đến từ Kiev, Ukraine, là người giữ kỷ lục Guinness cho người nghiền nát dưa hấu bằng đùi trong thời gian nhanh nhất. Cô được mời đến chương trình This Morning của đài truyền hình ITV để thể hiện tài năng độc đáo của mình. Cô đã bỏ quả dưa hấu vào giữa đùi và nghiền nát chúng một cách nhanh chóng. Chỉ trong vòng 14 giây, Olga đã nghiền nát 3 quả dưa hấu, khiến người khác phải kinh ngạc. Đôi chân của cô được ví như máy cắt trái cây. Cắm mũi khoan vào trần nhà và xoay. Với một chiếc máy khoan, bạn nghĩ mình sẽ lập nên một kỷ lục thế giới. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng trước khi bạn phát hiện ra điều đó có khả năng trở thành hiện thực, thì anh chàng trong video chính thức đã xác lập kỷ lục Guinness khi dùng chiếc mũi khoan cắm vào tường và xoay nó trên không với tổng số 141 vòng. Nếu muốn làm điều gì đó khác lạ và độc nhất vô nhị, thì bạn phải cố gắng vượt qua con số 141 vòng quay với chiếc mũi khoan của mình. Chạy bằng 4 chi. Năm 2015, chàng trai Kenichi Ito đến từ Nhật Bản đã thể hiện khả năng đặc biệt, chạy 100m bằng 4 chi trong thời gian 15,71 giây. Với thành tích mới lập được trên sân vận động tại công viên Olympic Komazawa ở thành phố Tokyo, Ito đã chính thức lấy được danh hiệu người chạy bằng 4 chi nhanh nhất thế giới mà anh đã bị đánh bại một lần vào năm 2014 bởi đối thủ Kasumi Tamakoshi với thành tích 15,86 giây. Kenichi Ito đã dành 9 năm để nghiên cứu cách di chuyển của khỉ nhằm giúp anh cải thiện kỹ thuật chạy bằng 4 chi, vì vậy mà anh chàng được gọi là người khỉ. Người đốt được nhiều ống hút vào miệng nhất. Sau quá trình khổ luyện, một chàng thanh niên đến từ Ấn Độ đã phá vỡ kỷ lục giữ 400 chiếc ống hút ở trong miệng trong vòng 10 giây của Simon Elmore đến từ Đức. Anh chàng đã đưa vào trong miệng mình 459 cái ống hút nhựa chỉ được cố định bằng dây thun và giữ nó trong thời gian 10 giây, đã xác lập kỷ lục thế giới mới về người đốt được nhiều ống hút vào miệng nhất. Đập vỡ quả ốc chó bằng đầu. Quả ốc chó được biết đến là loại quả chứa nhiều dinh dưỡng. Song song đó thì nó cũng có thể là loại quả khá cứng đầu. Bởi để ăn được, bạn sẽ phải dùng đến bạo lực để có thể làm vỡ chúng. Chính vì lẽ đó mà quả ốc chó được anh chàng Nevin Kumar lựa chọn để lập kỷ lục thế giới bằng cách đập vỡ chúng bằng đầu. Trong vòng 1 phút, anh chàng đã đập được 217 quả. Khá là đau đầu đấy, các bạn không nên thử ở nhà nhé. Tuy nhiên, kỷ lục này đã được phá bỏ vào tháng 10 năm 2018. Bởi anh chàng Mohammad Rashid Nassem, 32 tuổi, khi anh dùng đầu đập nát liên tiếp 243 hạt ốc chó chỉ trong 1 phút. Okay. 3, 2, 1, done. Kỷ lục về ôm cây. Một kỷ lục khá lạ lẫm và không kém phần khó tin được xác lập vào năm 2014 tại thủ đô Kathmandu, Nepal.
hơn 2.000 người dân, gồm các đại biểu quốc hội, sinh viên, nhân viên văn phòng và cả các nhà sư, đã cùng tham gia vào sự kiện ôm cây nhân ngày môi trường thế giới ngày 5 tháng 6. Những người tham gia đã cùng nhau dành 2 phút để ôm cây, để gửi đi thông điệp: mỗi người cần yêu cây xanh và bảo vệ môi trường. Kỷ lục thế giới từng được xác lập cho số người ôm cây nhiều nhất cùng một lúc là 936 người tại Mỹ. Giờ đây ở Nepal, con số đó đã tăng lên gấp đôi. Làm vỡ quả bóng bay bằng lưng. Việc làm vỡ một quả bóng bay bằng tay hay bằng chân là một điều hết sức dễ dàng, đúng không nào? Thậm chí bạn có thể dùng lưng để ép chúng, nhưng với điều kiện là không phải gặp người nhé. Thử thách cam ro này chỉ để dành cho cô nàng có cơ thể dẻo nhất thế giới, Julia Gunther. Julia đã xác lập kỷ lục thế giới cho mình khi uốn dẻo người ra phía sau và ép vỡ 3 quả bóng bay bằng lưng chỉ trong thời gian 12 giây. Hãy nhìn những gì cô ấy làm, các bạn nữ của chúng ta đừng nên bắt chước nhé. Hamburger nhất trong 1 phút. Hamburger là món ăn ưa thích của không ít người. Tuy nhiên trong 1 phút, bạn sẽ ăn được bao nhiêu cái hamburger? Có lẽ là chưa hết một cái nhỉ. Nhưng anh chàng Rich Tabarai, 24 tuổi đã đốn hết 5 cặp hamburger 107g trong vòng 1 phút và xác lập kỷ lục ăn nhiều hamburger nhất trong 1 phút chỉ với sự hỗ trợ của một ly nước. Và nếu bạn muốn phá được kỷ lục này thì số lượng phải là 6 cái hamburger trở lên, và nhớ là chỉ trong 1 phút. Người có móng tay dài nhất. Nghệ sĩ Ayanna Williams đến từ Texas, Mỹ đã nuôi móng tay của mình trong suốt 23 năm và hiện chiều dài tổng cộng 10 ngón tay của bà là 576cm. Bà được sách kỷ lục thế giới Guinness năm 2018 ghi nhận là người có bộ móng tay dài nhất thế giới. Để có được bộ móng như thế này, bà Ayanna đã gặp không ít khó khăn trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng chúng cũng như sinh hoạt hàng ngày. Nếu bạn phải mang trên tay một bộ móng như thế thì thật khó tưởng tượng, đúng không nào? Bẻ chuối. Chuối là loại quả mềm, chúng ta có thể dễ dàng lột vỏ chúng. Nhưng nếu có người thách thức bạn bẻ đôi quả chuối thì bạn cần phải suy nghĩ cẩn thận nhé. Mọi việc không đơn giản như thế đâu. Chính vì điều đó mà anh chàng Michael Ottosson chọn việc bẻ chuối để làm nên điều mới mẻ cho sách kỷ lục Guinness năm 2001. Anh ấy đã bẻ được 270 quả chuối làm đôi trong vòng 1 phút. Bản lĩnh của anh ấy còn thể hiện ở chỗ những quả chuối được bẻ chỉ gãy đôi chứ không hề vỡ nát. Nếu muốn so sánh, các bạn có thể thử ở nhà xem tài năng bẻ chuối của mình có sánh bằng anh ấy không nhé. Nếu được, bạn có thể ghi danh để phá vỡ kỷ lục của anh ấy. Sau khi xem video, theo bạn thì đâu là kỷ lục hài hước và độc nhất vô nhị? Bạn ấn tượng với kỷ lục nào nhất? Với những kỷ lục khá thú vị này thì bạn có ý tưởng nào cho mình để ghi danh vào sách kỷ lục Guinness? Hãy cho mọi người biết suy nghĩ của mình đi nào. Phần bình luận của Tối Bí Ẩn luôn chờ ý kiến của mọi người. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ta-da.